Rồi bây giờ mình các bạn vào cái Meet lại nhé. Xong bây giờ mình sẽ hướng dẫn làm cái phần API đăng ký nè. Đầu tiên là mình kiểm tra xem là chạy cái Meet đó có được không ấy đã ha. À xin lỗi, chạy cái Meet, chạy cái Shopline đó. Các bạn làm cô cũng thấy sợ hãi. HP Artisan Server này. Theo cô thấy là nó vẫn dạng bình thường này ha. À, ok rồi. Bây giờ mình sẽ viết cái hàm đăng ký trước. Các bạn vào Shopline. Bây giờ mình front end là mình đã có chức năng đăng ký rồi đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ mở ra kiểm tra cái đăng ký ở front end này. Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở index à? View register này. Thì nó sẽ có cái chức năng là save user đây đúng không, là bạn cần có nhập full name, description, phone, email, password, address, kết quả là chữ số 2 đó không. Ok, bây giờ cô sẽ copy nguyên cái hàm này nè. Mình sẽ đưa vào trong cái controller của API login. Đưa vào đây thấy nó có vẻ không hợp lý. Vậy authenticate có nghĩa rằng là bạn đã có rồi, bạn mới đăng nhập vô. Ok, nó cứ cho đại vô đi. Save new user đi ha. Nào ở dưới tập trung vào làm đi, cuối giờ mình kiểm tra nha. Cô sẽ không gửi code mẫu nè. Đây là cái hàm kiểm tra captcha nên mình không có, xóa đi nè. Cái phần kết quả này cũng bỏ đi đi. Address thôi. Full name, description, phone, email, password, address. Chuẩn rồi. Kết quả này bỏ qua nè. Data bằng request on có nghĩa rằng là mình sẽ lấy tất cả dữ liệu mà trong cái param nó gửi về đúng không? Tiếp theo câu lệnh là old user, tức là mình kiểm tra xem có user cũ mà có số điện thoại trùng hay không. Nếu có thì sẽ trả về là không tìm thấy. Nhưng ở đây mình đang dùng là gì? API, tức là mình sẽ trả về JSON thôi. Cho nên mình sẽ không có return back cái này, mình sẽ return cái khác. Đây return JSON nha. Nếu như đã có rồi thì các bạn là successful là bằng false, được chưa? Message của mình là đã có người dùng, đã có người dùng số điện thoại này, được chưa? Hay là ghi sao các bạn? À, số điện thoại đã tồn tại. Ok. Rồi tiếp theo là bạn kiểm tra xem có email hay không. Nếu mà có email này rồi thì cũng một câu thông báo tương tự là đã có email. Email đã tồn tại. Photo là trường bắt buộc mà ở đây mình không có nhập trước đúng không? Cho nên mình sẽ cho một cái photo mẫu. Password
password là mình dùng hàm hash này để make password đúng không, để làm password username. Phone role là mình cho mặc định là customer, tức là cái role bắt đầu tiên. Status là create. Vì sao lại dùng hàm create này? Bình thường mà cái chữ create mà mình dùng này là hàm mặc định của model, tức là nó sẽ tạo dữ liệu theo đúng cái trường của mình đưa vào đúng không? Còn C create ở đây là tại vì mình đã viết lại một cái hàm create mới. Vậy muốn biết hàm create mới như thế nào thì mở model ra coi. User, mình viết cái hàm đó ở đâu? Đây. C create. Vì sao mình lại làm như vậy? Là bởi vì mình muốn tạo một cái mã code trong đó bắt đầu bằng chữ CUS và sau đó là cái ID của mình. Rồi nếu mà tạo thành công, không thành công thì trả về là có lỗi. Lỗi gì thì không biết. Còn nếu không thì mình sẽ là cho người ta đăng nhập luôn email password này đúng không? Mình cho người ta đăng nhập luôn và mình sẽ ở trong câu lệnh là mình sẽ quay về trang home. Còn ở đây thì mình làm gì? Successful true đúng không? Và mình sẽ trả về là cái user của mình. Để cái message đi. Đăng ký thành công. Các bạn thấy là mình có nên đăng nhập luôn không? Không ha, mình chỉ ghi đăng ký thành công thôi. Rồi còn người ta về mình sẽ chuyển sang cái link đăng nhập. Đúng chưa? Cho nên mình sẽ bỏ cái này đi. Photo là mình mặc định cho cái hình rồi sau này người dùng sẽ cập nhật hồ sơ của họ sau. Ok, vậy là mình có hàm đăng ký rồi. Giờ mình làm cái rút nha. API nè. Login. Post register. Mình cái hàm là say new user đúng không? Thực ra bên API các bạn không cần phải định nghĩa cái root name, tại mình có bao giờ dùng đâu mà dùng root name đâu. Cho nên là chỉ có này thôi. Còn cái này là middleware authentic là kiểm tra xem là bạn đã đăng nhập hay chưa. Còn say new user thì rõ ràng là chưa đăng nhập rồi, cho nên mình sẽ không có cái middleware đó. Rồi tiếp theo là kiểm tra API của mình và Postman nè. Như một cái mới nhá. Postman register chuyển sang dạng post. Ba RAM của mình là gồm có những cái gì nè? Full name. Description là nullable cho nên mình để null luôn. Font 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3, quay ngược lại chắc không trùng nhau đâu. Tiếp theo là email. nguyenvanna@gmail.com. Password. 1 2 3 4 5 6 7 8. Address. BMT. Sao em?
bằng không á hả? Ở đây nó require rồi mà. Ấy là trong cái miệng em lắm, thôi bây giờ mình cứ chạy thử xem lỗi không là biết. Mình cứ chạy thử xem lỗi không là biết thôi đúng không? Rồi, internal error xem error đâu nha. API has not found. Hàm hash chưa có thì các bạn quay lại front end index mình sẽ xem là nó dùng cái password phải có hàm hash thì mới được đúng không? Copy dư kệ nó. Rồi, true, đăng ký thành công. Bây giờ mình mới kiểm tra xem là thành viên mình đăng ký có thành công thật hay không. Thì mình vào phần admin của nó đúng không? Để kiểm tra người dùng nè. Mùa 2 nó 678, mặc định. Người dùng nè. Sách người dùng nè. Thì mình có là Nguyễn Văn A này, đúng không? À, khách hàng 345 này. Như vậy là mình đã thực hiện việc đăng ký thành công rồi. Bây giờ mình thử đăng nhập xem có đăng nhập được không nhá. Nguyễn Văn A, a@gmail.com. Mật khẩu là 123456789. Thấy không? Đăng nhập. Nói gì trơn vậy? Rồi thì bạn có là Nguyễn Văn A, ABC gì đó. Coi như là mình đã đăng nhập đăng ký thành công rồi đúng không? Rồi. Vậy là mình kết thúc cái hướng dẫn ở đây các bạn. Đến lượt các bạn tự làm. Stop.